Xin chào toàn thể quý anh em nhé. Thời gian qua thì rất nhiều anh em người nhân đã hỏi mình cái cách đổi cảm như thế nào để cho cái chiến binh của mình nó không bị sốc cám, không bị rớt lông, không bị phân nát. Thì hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đổi cảm. Cái thời gian vừa qua mình áp dụng phương pháp này và mình đổi cảm cho rất nhiều chiến binh. Như là những cái chiến binh của mình mua thì cũng khá là nhiều tiền và để mà ôm mùa lông này, như là Bài Gian, Cà Tưng, chiến binh Mất Phân chẳng hạn đi. Thì cái phương pháp đổi cám của mình là khi mà mình đổi cám thì mình bỏ tất cả cám cũ ra, mình vào 100% cám mới như này, mình vào 100% cám mới luôn, không cần phải pha trộn nữa. Tại vì cái phương pháp này mình áp dụng thì mình thấy rất là hiệu quả, và sau này mình đổi từ đó đến giờ này chưa có một chim nào gọi là phân nát hay là bị sốc cám gì cả. Em cứ bỏ cám cũ ra, cho cám mới vào 100%, anh em kèm cho mình miếng trương nhé. Còn nước thì anh em pha cho mình cái nước trà nhạt nhạt thế này. Đây, sáng nào mình uống nước, ngồi cứ phơi chim thì mình cũng ngồi uống nước trà nha. Đây là cái nước 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 trà nhạt nhạt anh em, nước trà khô ấy. Anh em pha ra lấy cái nước nhạt nhạt này. Đó. Anh em hòa cái nước nhạt nhạt này anh em cho uống tầm 3 đến 5 ngày đầu tiên. Thì cái quá trình đổi cám của mình, con chim nó vẫn khỏe, con chim nó không bị ảnh hưởng tới gì, tới lựa cụi, không bị tới phân nát, cũng không bị sốc rụng lông gì cả anh em nhé. Đây là cái phương pháp đổi cám rất là hay mà rất là tiền lời cho anh em. Anh em khi anh em chuyển chim đi các nơi, anh em về anh em đổi cám thì anh em cứ dùng cái phương pháp này, cho hết cám cũ ra và 100% cám mới, kèm miếng chuối nhé và một ít nước trà nhạt nhạt, mình phai nhạt nhạt như là cái màu nhạt nhạt như này thôi. Thì anh em cứ dùng cho mình 3 đến 5 ngày đầu tiên, sau đó anh em thấy phân khô lửa quỵ của chim ổn định anh em đổi. Anh em thích cho ăn trái cây gì thì cho, thích chăm như thế nào chăm. Chào anh em nhé, phương pháp đấy là hiệu quả lắm luôn anh em ạ.